Thưa quý vị, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 6 được dự báo tăng nhẹ theo giá xăng thế giới. Cụ thể, giá xăng có thể tăng 110-210 đồng trên 1 lít, dầu diesel có khả năng tăng nhiều hơn một chút. Theo lịch ngày mai 21 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu thô ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 2 tuần giảm liên tiếp. Tính chung cả tuần qua, thì giá dầu Brent tăng 2,4%, còn dầu WTI tăng 2,3%. Tuy nhiên, sang tuần này, ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ do lo ngại về kinh tế Trung Quốc và khả năng tăng lãi suất của các ngân hàng lớn trên thế giới. Theo dữ liệu từ Oil Price, lúc 7 giờ 45 phút hôm nay, ngày 20 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 76,13 đô la Mỹ trên một thùng, còn giá dầu WTI là ở mức 71,29 đô la Mỹ trên một thùng. Vì vậy, trong kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 6, giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ theo giá xăng nhập và giá xăng thế giới. Theo đó, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng tăng từ 110-210 đồng trên 1 lít. Dầu diesel có thể tăng từ 120-320 đồng trên 1 lít. Nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng trở lại sau phiên giữ nguyên giá. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 17 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 12 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương giữ nguyên giá xăng, còn giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON 95 là 22.010 đồng trên 1 lít, giá xăng E5 RON 92 ở mức 20.870 đồng trên 1 lít, giá dầu diesel tăng 80 đồng lên 18.020 đồng trên 1 lít, giá dầu hỏa tăng 50 đồng ở mức 17.820 đồng trên 1 lít. Cũng tại kỳ điều hành này, thì Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá với giá xăng E5 là 228 đồng trên 1 lít, RON 95 là 180 đồng trên 1 lít, dầu diesel và dầu hỏa là 200 đồng trên 1 lít, dầu ma rút là 100 đồng trên 1 lít. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản sẽ phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 20 tháng 6, ngôi nhà số 21, ngõ 249, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, thành phố Hà Nội bị cháy, ngọn lửa và khói bắt đầu có dấu hiệu bùng phát dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu 5 người. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 55 phút. Thời điểm này thì ngọn lửa và khói bắt đầu có dấu hiệu bùng phát dữ dội. Công an phường Văn Quán cùng lực lượng chữa cháy cơ sở và người dân đã nhanh chóng có mặt, khẩn cấp triển khai biện pháp xử lý cháy ban đầu. Nhờ được hướng dẫn, các thành viên trong gia đình tìm cách lên điểm cao nhất của ngôi nhà, chờ lực lượng cứu hộ đến cứu. Nhận tin báo thì công an quận Hà Đông nhanh chóng điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy đến hiện trường, đồng loạt triển khai phương án tiếp cận cứu được 5 người trên mái nhà xuống tầng 1 an toàn. Cùng lúc thì các mũi triển khai đội hình khống chế đám cháy. Chưa đầy 5 phút sau đó, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người, một số đồ dùng tại khu vực bếp bị nhiệt tác động gây biến dạng. Nguyên nhân sơ bộ nhận định cháy xuất phát từ chập điện. Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn giao thông hy hữu đã xảy ra tại Quảng Nam. Một nam thanh niên điều khiển ô tô 4 chỗ chạy trên đường Trần Cao Vân, rẽ vào đường Hùng Vương. Sau khi đi qua ngã tư ô tô tránh một người phụ nữ đi ngược chiều thì bị mất lái và sau đó thì lao lên lề đường, tông thẳng vào nhà người dân. Theo người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6. Nam thanh niên chưa rõ họ tên chạy ô tô 4 chỗ trên đường Trần Cao Vân hướng từ phường Trường Xuân đi xuống, rẽ phải sang đường Hùng Vương. Sau khi qua khỏi ngã tư khoảng vài mét thì ô tô 4 chỗ gặp một người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên đường Hùng Vương. Tài xế đánh lái sang phải để tránh người phụ nữ này, sau đó thì xe mất lái lao lên lề đường, tông thẳng vào nhà dân. Ghi nhận tại hiện trường thì ô tô tông thẳng vào nhà làm hư hỏng cửa chính. Chiếc ô tô sau khi gặp tai nạn chết máy đang chờ xe cẩu đến hiện trường kéo ra ngoài. Nhận tin báo, công an thành phố Tam Kỳ phối hợp với các lực lượng đã đến hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo một cảnh sát giao thông làm việc tại hiện trường thì tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với ông Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Ngày 29 tháng 6 tới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử các bị can Phạm Thị My, sinh năm 1963, và Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, cùng là cựu giáo viên khoa sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với đề ôn tập trên mạng Internet của ông Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh, kết quả giám định xác định các câu hỏi do Bùi Văn Sâm và Phạm Thị My soạn thảo đưa vào ngân hàng câu hỏi và 4 tổ hợp đề được chọn làm nguồn xây dựng đề chính thức so với các câu hỏi trong video của ông Phan Khắc Nghệ giảng dạy trên mạng Internet có nội dung giống 70% đến 100%. Trong đó có một số câu hỏi chung cả về nội dung, đơn vị kiến thức, lời dẫn và đáp án. Kết quả điều tra xác định ông Phan Khắc Nghệ đã tham gia công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2009 đến 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quan hệ quen biết với Sâm và My. Trong các năm 2015, 2016, 2018, ông Nghệ có gửi email cho Phạm Thị My về các câu hỏi thi môn sinh học. Trong quá trình My tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2021, ông Nghệ cũng nhiều lần gọi điện, gửi email, hẹn gặp Phạm Thị My để tìm hiểu thông tin liên quan đến đề thi môn sinh học. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định bị can Phạm Thị My gặp, trao đổi thông tin tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi năm 2021 cho ông Nghệ. Mặt khác, do tài liệu ông Nghệ giảng dạy trên mạng Internet không có giá trị truy nguyên nên chưa đủ căn cứ xác định ông Phan Khắc Nghệ sử dụng tài liệu của bị can Bùi Văn Sâm, Phạm Thị My để giảng dạy. Cơ quan An ninh Điều tra đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với ông Phan Khắc Nghệ. Sở cũng đã tổ chức họp kiểm điểm ông Phan Khắc Nghệ vì gây dư luận không tốt, phần nào ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm 19 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Bắc Kinh. Theo đài CNN, nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng thông qua chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời cho rằng sự tương tác giữa hai nước nên dựa trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đạt tiến triển và thỏa thuận trong một số vấn đề cụ thể. Hãng tin AP của Mỹ nhận định cuộc gặp kéo dài 35 phút nói trên có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden vào cuối năm nay. Trước đó, cùng ngày, ông Blinken đã gặp chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ này, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đánh giá quan hệ hai nước đang ở thời điểm quan trọng và Ngoại trưởng Mỹ cần lựa chọn giữa đối thoại hoặc đối đầu, hợp tác hoặc xung đột. Quan chức này cũng mô tả mối quan hệ hai bên đang ở mức thấp, đồng thời cho rằng nguyên nhân sâu xa là nhận thức sai lầm của Mỹ về Trung Quốc. Trong khi đó, ông Blinken nhấn mạnh việc duy trì các kênh liên lạc mở là cần thiết để bảo đảm cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Trước đó, hôm 18 tháng 6, ông Blinken đã có cuộc hội đàm thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh. Các quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, hai vị ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đúng hướng. Nhưng ông không cho rằng có sự tiến triển trong chuyến thăm mới nhất tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo hãng tin Reuters, đánh giá về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ đang đi đúng hướng. Phát biểu trước các phóng viên khi được hỏi xem liệu ông có nhận thấy có sự tiến triển nào trong quan hệ song phương trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken hay không, Tổng thống Biden cho biết hiện ông không thấy điều đó. Theo ông Biden, hai nước đã nhất trí ổn định hóa sự cạnh tranh lẫn nhau để không dẫn đến xung đột, nhưng hiện chưa tạo ra bất cứ sự đột phá có tính tích cực đáng kể nào. Ông cũng cho rằng Ngoại trưởng Blinken đã thực thi tốt vai trò của mình. Các tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh. Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương, gặp chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại các cuộc tiếp xúc, thì giới chức Bắc Kinh bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ song phương phát triển ổn định và vững chắc, đồng thời tin tưởng rằng hai nước có thể vượt qua các khó khăn và tìm ra con đường phù hợp để cùng phát triển trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau,
cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ngoại trưởng Blinken đánh giá cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tần Cương thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Chuyến thăm này cũng được cho là có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm.